Sau một loạt động thái hô mưa gọi gió đe dọa quân sự, khuấy đảo eo biển Đài Loan, Trung Quốc tiếp tục tung chiêu vũ khí hóa thương mại, cấm nhập khẩu trái cây nhiệt đới từ hòn đảo. Đài Loan cho rằng Trung Quốc rõ ràng là đang gây hấn, hành động thù địch và sẽ nhờ Tổ chức Thương mại Thế giới đòi lại công bằng. Trước màn cá lớn nuốt cá bé của Trung Quốc, người đứng đầu Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại thành phố New York, Mỹ khẳng định Bắc Kinh không thể tự tung tự tác lâu nữa vì thế giới đã không còn ngồi yên nhìn Đài Loan bị bắt nạt. Thực hư ra sao? Quả thật, các quốc gia đang hiệp đồng để kiềm tỏa sự trỗi dậy của Trung Quốc, nhưng trong cuộc chiến tiềm tàng ấy đã có những vết nứt trong mối quan hệ giữa các đồng minh, tiêu biểu là Mỹ, Pháp, Úc. Truyền thông Trung Quốc dường như sắm vai ngư ông đắc lợi giữa lúc ngao cò đánh nhau khi cho rằng vụ lật kèo thỏa thuận đóng tàu ngầm của Úc gần đây đã chuyển từ tranh chấp thương mại sang khủng hoảng lòng tin, cho thấy chủ nghĩa đơn phương tư lợi của Mỹ. Trong bối cảnh quan hệ đồng minh lâu năm Mỹ-Pháp trở nên mong manh như ngọn đèn trước gió, hai ông chủ Nhà Trắng và Điện Elysee sắp điện đàm để hàn gắn rạn nứt. Một số tin tức đáng chú ý khác. Đảng ông Putin dẫn đầu trong cuộc đua vào Điện Kremlin. Israel và Ai Cập thúc đẩy quan hệ song phương. Taliban mở cửa trường trung học cho nam sinh. Phụ nữ Afghanistan biểu tình tại tòa nhà cũ của Bộ Phụ nữ ở Kabul. Tất cả diễn biến mới nhất trên toàn cầu sẽ được FBNC chuyển đến quý vị trong bản tin ngay sau đây. Hôm 19 tháng 9, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Tiết đã lên án mạnh mẽ lệnh cấm nhập khẩu trái cây nhiệt đới mới của Trung Quốc là một động thái thù địch trong bối cảnh quan hệ giữa hai bên đang căng như dây đàn. Trước đó, Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết, họ đã phát hiện loài sâu bệnh gây hại có tên là Planococcus minor, thường được gọi là rệp xám cam quýt, trong mảng cầu và táo sáp nhập khẩu của Đài Loan. Do đó, cơ quan này tuyên bố tạm đình chỉ nhập khẩu hai loại trái cây này để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh thực vật. Rệp sáp có xu hướng ăn nhiều loại cây nông nghiệp và có thể ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng quả. Đề cập đến Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Đại Lục, bằng cụm từ viết tắt PRC trên Twitter của mình, ông Ngô viết, sau một loạt các mối đe dọa quân sự, PRC lại đang vũ khí hóa thương mại bằng cách đột ngột ban hành lệnh cấm nhập khẩu đối với mảng cầu và táo sáp của Đài Loan. Ông cho rằng lệnh cấm vận thương mại là một động thái thù địch vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế. Trong một cuộc họp báo hôm 19 tháng 9, trưởng Hội đồng Nông nghiệp Đài Loan Trần Cát Trọng nói rằng chính quyền Đài Loan đã thúc giục Bắc Kinh cung cấp bằng chứng khoa học dẫn đến lệnh cấm của họ. Ông Trần nói, chúng tôi không thể chấp nhận điều này nếu Trung Quốc không đáp ứng yêu cầu của Đài Loan về một giải pháp theo khuôn khổ song phương hiện tại vào ngày 30 tháng 9. Đài Loan sẽ đưa vấn đề này lên Tổ chức Thương mại Thế giới để giải quyết tranh chấp. Hiện Trung Quốc là nhà nhập khẩu nông sản lớn nhất của Đài Loan và đã nhập khẩu hơn 1 tỷ đô la hàng hóa nông nghiệp của hòn đảo này vào năm ngoái. Vào tháng 2, Trung Quốc đã cấm nhập khẩu dứa từ Đài Loan vì lý do tương tự, và Đài Loan vào thời điểm đó cũng phản đối điều mà họ cho là vi phạm các quy tắc thương mại toàn cầu. Kể từ lệnh cấm, sản lượng xuất khẩu dứa của Đài Loan sang Nhật Bản đã tăng hơn gấp 8 lần. Quan hệ giữa Trung Quốc với Đài Loan đã trở nên xấu đi kể từ khi nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn theo đường lối Đài Loan độc lập nhậm chức. Bà Thái không công nhận hòn đảo là một phần của Trung Quốc và không chấp nhận Đài Loan đi theo chính sách một quốc gia hai chế độ như Hồng Kông. Trước màn cá lớn nuốt cá bé của Trung Quốc, người đứng đầu Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc Tico tại thành phố New York, Mỹ, James K. Reilly đã khẳng định thế giới đã không còn ngồi yên để Trung Quốc tự tung tự tác bắt nạt Đài Loan. Trả lời phỏng vấn tờ National Review, ông Lee nhấn mạnh rằng Đài Loan đang tìm cách tham gia vào Liên Hiệp Quốc và các tổ chức liên quan nhằm đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế. Ông lên án mạnh mẽ việc Bắc Kinh luôn áp đặt nguyên tắc một Trung Quốc đối với cộng đồng quốc tế. Chính phủ, các tổ chức quốc tế, giới học thuật và kinh doanh, các tổ chức phi chính phủ và cả Hollywood đều phải chấp nhận tuyên bố sai lầm rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc nếu muốn kinh doanh tại nước này. Vị đặc phái viên nhấn mạnh, Đài Loan không phải là một phần của Trung Quốc, vì vậy chỉ chính quyền của Đài Loan mới có thể đại diện cho 23 triệu người dân của hòn đảo trên trường quốc tế, bao gồm cả hệ thống của Liên Hiệp Quốc. Ông Lee tin rằng sự ủng hộ của nhiều quốc gia châu Âu sau khi Litva công bố kế hoạch thành lập văn phòng đại diện Đài Loan đã cho thấy nhiều quốc gia đã không thể nhắm mắt làm ngơ trước hành vi bắt nạt của Trung Quốc. Ông cũng tin tưởng rằng khi các nền dân chủ phương Tây điều chỉnh chính sách của họ đối với Trung Quốc, thì Đài Loan sẽ có nhiều cơ hội hơn để tăng cường sự hiện diện trên toàn cầu. Đặc phái viên bày tỏ vui mừng khi nhiều nhà lãnh đạo và tổ chức đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định eo biển Đài Loan như Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga, nhóm đối thoại an ninh tứ giác kim cương G7 và NATO. Ông cũng cho rằng Trung Quốc hiện đang ở vị thế nương vào hệ thống Liên Hiệp Quốc để thúc đẩy lợi ích của chính mình, nhưng cộng đồng quốc tế đang dần thức tỉnh trước hành vi gian dối ấy. Xu hướng toàn cầu này sẽ dần ngăn chặn Trung Quốc uy hiếp và gây tổn hại đến lợi ích của Đài Loan. Quả thật, các quốc gia đang hiệp đồng để kiềm tỏa sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc, nhưng quá trình mài dũa chiến lược cho cuộc chiến tiềm tàng đó cũng đã để lại đau thương, đáng nói là mối quan hệ sức mẻ và khủng hoảng lòng tin giữa Pháp, Mỹ, Úc. Pháp chua chát tuyên bố Mỹ và Úc đâm sau lưng sau khi bị Canberra hủy bỏ hợp đồng đóng tàu ngầm béo bở khoảng 40 tỷ đô la vào phút chót mà không được báo trước cho Paris. Tờ Thời báo Hoàn Cầu, một cơ quan truyền thông diều hâu của Trung Quốc, đã có bài phân tích cho rằng từ một tranh chấp thương mại, sự kiện trên đã trở thành một cuộc khủng hoảng lòng tin giữa các đồng minh phương Tây, một lần nữa thể hiện tư duy và cách tiếp cận đơn phương của Washington. Tờ báo cho rằng, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Joe Biden hứa hẹn trở lại chủ nghĩa đa phương và hợp tác chặt chẽ với các đồng minh, chính quyền của ông vẫn đang âm thầm vạch ra một hướng đi kỳ lạ, tương phản với lời đã hứa. Cơ quan ngôn luận Trung Quốc cho rằng, Mỹ ngày càng mất kiên nhẫn khi muốn thể hiện sức mạnh thông qua cái gọi là chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bắc Kinh cho rằng Washington đang bị gậy ông đập lưng ông, khi không chỉ làm suy yếu sự hợp tác của các đồng minh mà còn làm dấy lên những băn khoăn về vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân. Nhiều quốc gia lo ngại rằng việc xuất khẩu công nghệ hạt nhân sang các quốc gia phi hạt nhân hóa như Australia sẽ có hại cho hòa bình trong khu vực và trên thế giới. Ngoài việc Pháp cảm thấy bị phản bội và châu Âu đặt ra câu hỏi về lòng tin dành cho Mỹ, NATO cũng đã có quan điểm về vấn đề này khi tuyên bố rằng mâu thuẫn hiện tại sẽ không ảnh hưởng đến hợp tác quân sự trong khối. Cuộc tranh chấp mới nhất giữa Mỹ và Pháp làm mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, vốn đã mỏng manh sau cuộc triệt thoái hỗn loạn khỏi Afghanistan, nay lại như ngọn đèn trước gió. Nếu mâu thuẫn không được giải quyết, lòng tin không còn, thì nhiều lĩnh vực khác cũng sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, Mỹ nên cố gắng kiểm soát rạn nứt, biến nó trở thành một vấn đề đơn giản giữa Mỹ và Pháp, chứ không phải giữa Mỹ và châu Âu hay trong NATO. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ngoại giao nổ ra kéo theo sự đổ vỡ niềm tin từ phía Pháp, hôm 19 tháng 9, trên kênh tin tức của Pháp BFMTV, phát ngôn viên chính phủ Pháp Gabriel Attal cho biết, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong vài ngày tới để làm rõ những vấn đề xoay quanh việc Canberra lật kèo thỏa thuận đóng tàu ngầm trị giá 40 tỷ đô la. Tổng thống Biden đã yêu cầu được nói chuyện với Tổng thống Macron. Hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc điện đàm trong vài ngày tới. Đây là một cuộc khủng hoảng chiến lược hơn là khủng hoảng thương mại. Điều đang bị đe dọa ở đây là sự hiện diện của các lực lượng, sự cân bằng trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nơi một phần tương lai của Pháp và các mối quan hệ với Trung Quốc đang bị đe dọa. Ông Attal nhắc lại việc Pháp đã triệu hồi các đại sứ của mình ở Mỹ và Úc. Ông cho biết thêm, Tổng thống Macron đã tổ chức cuộc thảo luận với các vị đại sứ ngay trong tối ngày 19 tháng 9. Dù gì đi nữa, tất cả cũng phải tiến về phía trước. Chúng ta không thể có một liên minh mà không có sự tin tưởng. Pháp là một quốc gia có trách nhiệm. Hoa Kỳ và Úc là những đối tác quan trọng. Chúng ta phải tiếp tục giải quyết vấn đề ngay bây giờ, ông nói. Ông Attal cho biết, sau cú sốc ban đầu về việc hủy hợp đồng, các bên cần thảo luận để giải quyết các điều khoản hợp đồng, đặc biệt là khoản bồi thường cho phía Pháp. Về tác động của việc hủy bỏ hợp đồng này đối với nền kinh tế Pháp, chúng tôi vẫn phải trao đổi với các đối tác và xem họ có kế hoạch rút khỏi hợp đồng này như thế nào, bởi vì có những điều khoản đã được ký kết, toàn bộ thủ tục đã được lên kế hoạch và tất nhiên sẽ có các khoản bồi thường. Chúng tôi cần những lời giải thích rõ ràng. Hôm 19 tháng 9, Ngoại trưởng mới được bổ nhiệm của Vương quốc Anh Liz Truss cho biết, bằng việc tham gia Hiệp ước An ninh AUKUS, Hiệp ước An ninh giữa Mỹ, Anh, Úc, London đã cho thấy nước này sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ tuyệt đối lợi ích của chính mình, cho dù điều đó có thể gây bất đồng với các đồng minh khác, mà cụ thể ở đây là Pháp. Hiệp ước ba bên này đã khiến cho Paris nổi trận lôi đình khi bị gạt ra khỏi cuộc chơi chung. Minh chứng rõ nét qua việc Canberra đã hủy đơn đặt hàng tàu ngầm trị giá hàng chục tỷ đô la và thay thế bằng thỏa thuận chung với Anh, Mỹ. Không chỉ Pháp mà cả Trung Quốc, cường quốc đang trỗi dậy ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng nhấp nhổm trước tam giác quyền lực này. Tờ Sunday Telegraph dẫn lời Ngoại trưởng Truss, Hiệp ước AUKUS không chỉ đơn thuần là chính sách đối ngoại giữa các bên, mà nó còn mang lại lợi ích cho chính nước Anh chúng ta bằng việc tăng cường hợp tác với các quốc gia cùng chí hướng để tạo nên một liên minh với các giá trị và lợi ích chung. Theo đó, chúng tôi sẽ cùng nhau hợp tác nghiên cứu các công nghệ tiên tiến nhất, từ tàu ngầm nguyên tử cho đến trí tuệ nhân tạo và điện toán lượng tử. Điều này cho thấy rằng, chúng tôi sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ lợi ích của mình và đương nhiên là không chấp nhận chủ nghĩa độc đoán trên biển. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác, hôm 19 tháng 9, người dân Nga đã đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử quốc hội kéo dài 3 ngày mà đảng cầm quyền dự kiến sẽ giành chiến thắng dễ dàng trước các đảng đối lập. khi đối thủ cạnh tranh chính của ông Putin là Alexei Navalny đã bị truất quyền thi đấu khi đang bị giam giữ. Chiến thắng dự kiến của đảng nước Nga Thống nhất sẽ được Điện Kremlin tận dụng triệt để kêu gọi người dân ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin bất chấp những bất ổn trong xã hội Nga nhiều năm qua. Theo các cuộc thăm dò ý kiến, nhà lãnh đạo 68 tuổi hiện đang phải đối mặt với sự sụt giảm tín nhiệm trong những năm gần đây. Nhưng điều đó không mang nhiều ý nghĩa khi ông vẫn bỏ rất xa các đối thủ của mình, đặc biệt là đảng Cộng sản Nga và đảng LPDR theo chủ nghĩa dân túy. Đảng nước Nga Thống nhất nắm giữ gần 3/4 trong số 450 ghế của Duma quốc gia Nga. Sự thống trị gần như tuyệt đối đã giúp Điện Kremlin thông qua các cải cách hiến pháp, cho phép ông Putin tranh cử thêm 2 nhiệm kỳ tổng thống sau năm 2024, có khả năng nắm quyền cho đến năm 2036. Các đồng minh của chính trị gia đối lập Navalny đã bị cấm ra tranh cử khi phong trào của ông Navalny bị giải tán vào tháng 6, do các cáo buộc kích động bất ổn và chia rẽ nội bộ. Vụ đầu độc và bắt bớ ông Navalny đã làm gia tăng căng thẳng giữa Nga và phương Tây, vốn có mối quan hệ đầy sóng gió sau sự kiện bán đảo Crimea năm 2014. Hôm 19 tháng 9, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, Ngoại trưởng nước này ông Delabid và người đồng cấp Ai Cập Sameh Shukri đã có cuộc điện đàm về sự tăng cường mối quan hệ song phương giữa Cairo và Tel Aviv. Theo đó, hai nhà ngoại trưởng đã nhất trí thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế song phương và khai thác triệt để tiềm năng của các hoạt động thương mại và kinh doanh. Bên cạnh đó, Cairo và Tel Aviv cũng thảo luận về kế hoạch kinh tế đổi lấy an ninh, một kế hoạch tái thiết giải Gaza được lập ra bởi Ai Cập và Israel nhằm vực dậy nền kinh tế của khu vực vốn bị phong tỏa bởi Israel và Ai Cập từ năm 2007 đến nay. Cuộc điện đàm giữa hai ngoại trưởng diễn ra sau khi Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tiếp Thủ tướng Israel Naftali Bennett tại khu nghỉ mát Sharm el-Sheikh trên Biển Đỏ hôm thứ Hai tuần trước. Cuộc gặp đã đánh dấu chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Ai Cập của một nhà lãnh đạo Israel trong một thập kỷ. Sau nhiều thập kỷ thù hận, Ai Cập là quốc gia Ả Rập đầu tiên ký hiệp định hòa bình với Israel vào năm 1979. Cập nhật tình hình ở Afghanistan dưới thời chính quyền Taliban. Bộ Giáo dục nước này cho biết, tất cả trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và các cơ sở đào tạo tôn giáo của nước này đã mở cửa trở lại vào thứ Bảy, hơn một tháng sau khi lực lượng Taliban tiếp quản đất nước. Trong một thông cáo được phát đi vào ngày 19 tháng 9, Bộ Giáo dục nước này cho biết, tất cả học sinh nam và giáo viên nam của các trường trung học cơ sở phổ thông do chính phủ hoặc tư nhân quản lý, cũng như các trường tôn giáo ở tất cả 34 tỉnh thành, được yêu cầu đi học trở lại. Ngoài ra, tất cả nhân viên nam của bộ phải trình diện và đi làm trở lại vào tháng 2, ngày 20 tháng 9. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục lại không cho biết khi nào các trường nữ sinh sẽ mở cửa trở lại. Hiện tại, chỉ có các trường tiểu học là được phép tiếp nhận học sinh nữ, trong khi các cấp học cao hơn vẫn chỉ dành riêng cho nam giới. Ngay lập tức, cộng đồng quốc tế đã lên tiếng chỉ trích quyết định này là vi phạm quyền được tiếp cận giáo dục của phụ nữ. Trước đó, các thủ lĩnh của Taliban đã nhiều lần nói rằng phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan có quyền học tập và làm việc, nhưng chỉ trong khuôn khổ của luật Sharia hoặc luật Hồi giáo, nhưng không rõ cách thức áp dụng như thế nào. Người phát ngôn của Taliban, Zabihullah Mujahid, cho biết các trường nữ sinh sẽ mở cửa trở lại trong thời gian tới và hiện tại chính phủ đang tiến hành các thủ tục tách riêng lớp học và giáo viên cho nữ sinh. Trước sự bất bình đẳng nhãn tiền, hôm 19 tháng 9, một nhóm phụ nữ Afghanistan đã tổ chức các cuộc biểu tình đòi quyền tham gia vào lĩnh vực chính trị và Bộ Giáo dục bên ngoài tòa nhà cũ của Bộ Phụ nữ ở Kabul. Trước đó, hôm 17 tháng 9, tấm biển của tòa nhà Bộ Phụ nữ đã được thay thế bằng bộ cầu nguyện, hướng dẫn, khuyến khích đức hạnh và phòng ngừa thói xấu. Afghanistan dưới thời Taliban cai trị cách đây 20 năm, 1996-2001, phụ nữ không được phép đi học hay đi làm. Trong thời kỳ đó, Bộ Khuyến khích Đạo đức và Ngăn ngừa đồi bại được gọi là Cảnh sát Đạo đức. Cơ quan này được cấp quyền thực thi luật Hồi giáo Sharia. Bộ Phụ nữ phải được kích hoạt lại và chúng tôi không muốn bộ này bị xóa bỏ. Việc loại bỏ phụ nữ có nghĩa là loại bỏ con người. Cuộc biểu tình đã diễn ra một ngày sau khi một số nữ sinh Afghanistan trở lại trường tiểu học và tham gia các lớp học phân biệt giới tính. Trong khi đó, các nữ sinh trung học đang thấp thỏm lo lắng, không biết họ có được tiếp tục đến trường nữa hay không. Chúng tôi muốn các trường học mở cửa để nữ sinh trở lại đi học. Chính phủ Taliban không thể cản trở việc học của các cô gái ở đất nước này. Không ai được trấn áp tiếng nói của phụ nữ Afghanistan bằng cách giữ trẻ em gái ở nhà, cũng như không cho phép chúng đi học. Bằng cách biến Bộ Phụ nữ thành bộ đề cao đạo đức và ngăn ngừa đồi bại, bạn không thể đàn áp phụ nữ Afghanistan. Phụ nữ Afghanistan ngày nay không phải là phụ nữ của 26 năm trước. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin sau.